anh em thường để bình đề không được nữa mới đi thay bình mới. Như vậy nếu như mà xe tay ga thì không có giò đạp thì phải rồi, nhưng mà xe số thì có giò đạp, nhưng mà đối với cái dòng xe như là Winner là rất là cực. Còn mình phải làm như thế nào để biết được cái bình mình hư, theo Nhật xem thử nha. Đầu tiên là với cái dòng xe số hay là xe nào cũng vậy, nếu như mà mình bật khóa lên ha, rồi bật khóa lên xong bấm đề đó, anh em thấy không, tắt đèn và đồng hồ nó tua lại một cái đó, tắt đèn luôn ha. Như vậy có nghĩa là bình mình đã yếu hẳn luôn rồi, không còn điện để đủ kích hoạt cái bộ phận đề của mình nữa. Như thợ mình kiểm tra đây, anh em có thể thấy đưa vô thấy 12 volt mấy, nhưng mà đề nè đó còn 3 volt mấy luôn. Thường á, khi mình đề á, đủ điện á, thì sẽ tầm khoảng 10 đến 11 hoặc là trên 11 mới đề nổi. Nhưng mà này còn cỡ này là không thể nào mà đề được. Và khả năng cao là anh em cũng phải sẽ đạp hoặc là quay bánh mới nổ được, đúng không? Đó anh em thấy không? Ví dụ như Winner này đâu phải là dễ đạp đâu, đúng không anh em? Anh em vào đi Winner sẽ biết đạp rất là cực, rất là nặng. Đó là những cái thao tác cơ bản để anh em có thể thấy được con xe của mình bình đang bị yếu và cần phải thay. À, ví dụ xe số thì vậy, xe ga thì cũng như vậy, mình chỉ cần nhìn trên đồng hồ là mình biết được nó đã yếu hay chưa và cần phải thay sớm để tránh tình trạng lúc nào đó mà bình nó hư hẳn luôn, nó không còn chút xíu bình điện nào nữa thì mình đạp đề rất là cực, cũng như là sử dụng các hệ thống đèn điện của xe nó không hoàn hảo nữa. Thường thì mình nhắc quy anh em sử dụng đến khi nào nó mới hư mới thay, nhưng mà anh em đâu có biết được rằng khi nào là mình cần phải thay sớm. Ví dụ như mỗi lần mà anh em thay nhớt hay là bất cứ dịch vụ gì tại xe bánh mình thì đừng ngần ngại mà nhờ các bạn thợ kiểm tra thử. Thì với kinh nghiệm lâu năm thì các bạn chỉ cần bấm đề là các bạn có thể sử dụng máy đo để biết được rằng cái bình mình còn sử dụng được hay không. Ví dụ như dòng Winner này, nếu như mà bình cần phải thay mới thì bên xe bánh sẽ có dòng GTS6V của GS nè. Bình này có giá sẽ là 420k và thay mới cho anh em mình. Chế độ bảo hành của nó sẽ là 6 tháng nha anh em ha, 6 tháng để anh em an tâm sử dụng. Ngoài là cái công năng chính là để sử dụng hỗ trợ cho đề, nhưng mà còn sử dụng cho kèn hoặc là đèn. Vì những xe mới bây giờ đa số là sử dụng đèn là đèn điện bình nha anh em. Mình chạy á, mình chạy thì nó nạp vào, vừa chạy nó vừa nạp thì có thể là đèn nó vẫn ok. Nhưng mà lúc nào đó khi mình ngừng lại bình nó không cầm điện nữa là mình đề không được. Thì buộc á, một là có cần đạp thì mình phải đạp rất cực khổ. Hai, không có cần đạp thì sao anh em, thì phải dẫn bộ. Cho nên là phải biết sớm để mà mình thay sớm anh em. Về tuổi thọ của bình ắc quy thì nhà sản xuất họ đưa ra khi mà sử dụng nó tầm khoảng 2 năm. Tuy nhiên thì sẽ có những cái tác động từ môi trường, tác động từ những chuyến đi hay là bụi bặm hay là oxy hóa, nó làm tuổi thọ bình nhanh xuống. Cho nên việc mình kiểm tra thường xuyên ở những lần bảo dưỡng 8 đến 10 ngàn hoặc thậm chí là 15 ngàn là hai cái bảo dưỡng cho sơ bánh, luôn kiểm tra lại bình để đảm bảo rằng hệ thống điện của anh em sử dụng hoàn hảo trên con xe. Mỗi loại xe anh em, ví dụ như Honda hay là Yamaha hay là Suzuki đều có sử dụng những bình ắc quy khác nhau. Cho nên về kích thước hay là ampe của bình á, sẽ luôn sử dụng đúng và được tư vấn kỹ để sử dụng an toàn cho con xe anh em ở những cái hệ thống điện này. Và đây là bình ắc quy mới nè anh em. Thợ mình sẽ đo thử. Anh em có thể thấy được 12V chỉnh ha. Bây giờ bật khóa nè. Khóa lên. Đó, 12V 8 mấy, 12V 8 nó sẽ hồi lại rồi đây. Anh em thấy đâu có giật. Nó không hề giật số xuống, cho dù là một khoảng nào đó mà khó đề nó cũng giật xuống tầm khoảng 11, 11 mấy chứ không thể nào mà xuống 3-4. Xuống 3-4 hoặc là 6-7-8 là không sử dụng được nha anh em. Bình là phải cầm điện, có nghĩa là sạc vào và tích trữ, đúng không anh em? Nhưng mà cái bộ phận sạc của mình nó còn hoạt động ổn hay không thì thợ mình sẽ luôn kiểm tra là như vậy. Rồi lên ga thử đi em. Lên mạnh nữa. Ok. Đó là những cái hệ thống sạc nó còn hoạt động bình thường. Nhưng mà con số nó hiển thị, ví dụ nha, mà 13 mấy, 14 là ổn, còn ở trên 14, 14, 15 này nọ đó là không ổn nha. Sạc mình đang có vấn đề, dễ dẫn tình trạng mà phù hoặc là hư bình của mình. Đó là về bình ắc quy. Nếu anh em cần kiểm tra thì thợ mình sẽ hỗ trợ kiểm tra cho anh em xem thử còn hoạt động được hay không. Ở những thao tác kiểm tra về lúc đề nè, hoặc là đo để anh em để biết được rằng cái bình mình nó còn sử dụng được ổn hay không nữa. Ngoài ra khi mà làm dịch vụ gì cũng vậy ha, thợ mình sẽ luôn hỗ trợ kiểm tra tăng lại sên, tăng lại thắng, tăng lại con để anh em có con xe sau khi gắn sản phẩm hay thay phụ tục đều có con xe ngon đi về. Sẵn đó những dịch vụ mà thợ mình đã hỗ trợ đó, mà thấy con xe mình có bất ổn, ví dụ như xe này đang có vấn đề về đạn sau, thì thợ mình sẽ luôn báo cho khách hàng để khách hàng nắm tình hình con xe và kịp thời thay thế.
Đó là những gì anh em nhớ kiểm tra thường xuyên về cái bình ắc quy của mình. Không riêng về xe côn tay, xe số phổ thông hay là cái dòng Stega đều có bình ắc quy để đảm bảo là hệ thống điện trên xe của mình hoạt động tốt, đèn kèn đề cũng như là hệ thống FE của mình hoạt động nó hoàn mỹ hơn thì cái bình buộc phải ngon nha anh em. Cái gì mà hỗ trợ anh em, hỗ trợ khách hàng hài lòng á, như là kiểm tra bình thì chắc chắn là không tốn phí đúng không anh em. Mong muốn khách hàng hài lòng vì ship Nhật thường hay dặn á, nó không quan trọng là hóa đơn khách hàng là bao nhiêu tiền đâu em, mà quan trọng là phục vụ khách hàng hài lòng và quay lại thường xuyên với sơ bánh, như vậy là mình sơ bánh vui rồi ha. Cảm ơn em Slip, xin chào lại anh em. Bye bye.